Vâng, đây là cái điểm làm cua ở nhà dì Ba đấy các bạn. Chúng ta vẫn thấy hàng ngày trên các video. Đây là những cái con cua mà được dì Ba chọn ở vựa về, rồi sau đó sẽ được làm sạch. Đây, các chị giúp cho dì Ba sẽ làm sạch cái con cua. Vâng, chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ tìm đường đến cua dì Ba, đến nhà dì Ba để xem cái dì Ba đã thực hiện những cái công tác làm cua như thế nào. Vâng, tôi đang trên đường đi các bạn. Vâng, trong nhà dì Ba thì nằm trong một cái hẻm rất là ngoằn ngoèo, rất là dài. Vâng, những cái người chỉ cho tôi đến nhà dì Ba thì người ta nói là phải đi khoảng 2 km trong con hẻm này. Tôi đang tìm đường ạ. Chị ơi, cho em hỏi là đường đến cua dì Ba á chị? Cua dì Ba. Không nghe rõ cái đường nào chị. Vâng, cái khu nhà dì Ba thì một bên này là có mấy cái ao nhỏ để người ta câu cá. Đây, chúng tôi đang đi vào. Chắc là còn cũng khá xa nữa mới đến đó. Chú ơi, cho con hỏi chỗ dì Ba bán cua chứ? Hẻm kia chả hẳn vô. À, hẻm giặt sấy khô á. Dạ dạ. Vâng, sau một thời gian tìm đường thì tôi cũng hình như là chuẩn bị đến chỗ điểm bán cua của dì Ba rồi các bạn. Đây, trong con hẻm nhỏ. Chắc là đây rồi. Đây, tôi thấy mấy người đang làm cua đây. Đây có phải chỗ bán cua dì Ba không chị? Con chào dì. Vâng, đây là cái điểm làm cua ở nhà dì Ba đấy các bạn. Chúng ta vẫn thấy hàng ngày trên các video. Đây là những cái con cua mà được dì Ba chọn ở vựa về, rồi sau đó sẽ được làm sạch. Đây, các chị giúp cho dì Ba sẽ làm sạch cái con cua. Đây là lý do tại sao các bạn thấy là khi mà một con cua được hấp lên thì rất là sạch sẽ và rất là đẹp, do là nó được chà rất là sạch. Chà nhiều như này có mỏi tay không chị? Cũng mỏi chứ, chà nhiều thì cũng mỏi. Dạ. Mình khi mình chà cua như này thì mình chú ý cái việc gì chị? Nhìn càng nó. À, mình nhìn càng nó như thế nào ạ? Thì ý nó không, để nó đang vẫn còn sống mà em. À, là phải nhìn nó. À, phải nhìn cái càng nó xem nó có tới tay mình không. Dạ, nó có tới tay. Còn nếu mà nó có khả năng kẹp mình thì mình từ từ đã, đúng không ạ? Được chà cua này cũng khá nguy hiểm. Như tôi thì tôi phải chờ nó chết hẳn rồi tôi mới chà được. Còn cua nhiều trời không được. Yeah. Nếu mà có con cua nào nó cũng chưa chết hẳn mà chúng ta đang chà nó thì cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Bến cua này kẹp thì chắc là nó nhả càng luôn đó các bạn. Mà nhả càng thì cái giá trị của con cua nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nhả càng hay còn gọi là rụng cọng. Vâng, sau khi cua mà được chà sạch thì sẽ được một chị ấy cột dây thun vào những con cua. Đây các bạn.
cột dây thun vào. Những con cua sẽ được cột lại như thế này. Cua cốm. Dạ, cua cốm là gì? À. Còn đây là cua gạch. Thịt và gạch sẽ nằm ở đây. Còn đây là những cái con cua cốm. Cua cốm thì nó nhỏ hơn các bạn. Nó nhỏ hơn, nhưng mà con cua này thì chúng ta chỉ cần đập cái vỏ ra và chúng ta có thể ăn được hết. Giá trị của con cua cốm rất là cao. Nhân vật chính của chúng ta thì sẽ bỏ cua vào nồi và làm nhiệm vụ đặc biệt nhất, đó là hấp. Mỗi một nồi như này thì hấp khoảng được mấy ký gì ba? Không biết nữa, này cũng cái chục à. Dạ, cứ đầy nồi là mình đóng vung lên gì ha. Đúng rồi. Khi mà hấp cua thì mình có chú ý gì không gì? Không. À. Chừng nào đem xuống mới là đánh dầu. Dạ. Thường thường thì hấp trên lửa khoảng mấy phút gì? Chừng nửa tiếng á. À, nửa tiếng á. À. Giờ con thêm lửa lên. Dì ba thì nói là hấp cua này hết nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà chắc là tôi ở nhà tôi hấp sai. Tôi thường thường là tôi chỉ hấp khoảng tầm 7 đến 8 phút gì đấy thôi. Nhưng mà dì ba đây thì hấp đến nửa tiếng rồi. Các bạn không phải lo là ăn cua tái. Đây. Mình hấp bằng bếp dầu sẽ ngon hơn hả gì? Dầu ngon hơn. Dạ. Nó mạo. Dạ. Bếp dầu thì nhanh hơn các bạn. Bếp dầu này cũng lâu lắm rồi mới thấy, tại vì bây giờ thì mọi người thì dùng bếp ga với lại bếp điện nhiều hơn. Nhưng mà hấp cua thì cần là hấp bếp dầu thì nó sẽ nhanh hơn. Ngày xưa mà khi tôi còn nhỏ thì tôi cũng thấy cái bếp dầu này nhiều rồi. Nhưng mà sau này thì mọi người phát triển hơn và công nghệ thì hiện đại hơn, nên là mọi người dùng bếp điện và bếp ga thì nhiều hơn. Kể cả bếp ga bây giờ cũng ít hơn đâu các bạn, nhưng mọi người dùng bếp điện nhiều hơn. Hay bếp dầu. Chưa còn thích chạy không? Chưa mà này không ăn được chuyện rồi. Rồi đẩy cái thịt cái đó ra luôn. Cái này à? Giờ bưng xuống. Chỉ cần nước ít thôi. Còn ông lấy dù bấy đó để là bấy cái hấp á. Vâng, nồi và vung thì rất là sạch sẽ các bạn. Thì bà làm rất là cẩn thận. Những cái nồi rất là lớn. Ô, con chó này của dì ba hả dì ba? Phải chó. Nó tên gì gì? Bi. Bin ạ. Bi. Bi ạ. Bi có luôn. Tên Bi. Bi ạ. À. Mẹ nó mới Bi đúng không bạn? Chú chó này tên Bi. Nhìn chú chó này cũng. Đâu, đâu, đâu. Hình như là mới tắm xong không gì? Chưa tắm mà. À. Tắm về dơ tới mồ luôn. À. Dì ba ngồi đâu thì ngồi theo đó à. Dạ. Hôm nay là tôi muốn cho mọi người có thể là hiểu được cái công đoạn làm cua của dì ba nó diễn ra như thế nào. Đây, chà cua rồi cột cua, và sau đó là xếp vào nồi để hấp.
Chà đi cột luôn. Ủa cái này cái gì vậy? Cái đó để lên mua. Chồng á. Cái này ba. Ba. Một cho con đâu có thêm được. Một bịch là muối, hai bịch lắm phải không? Ừ. Hai ký. Hôm nay mua chanh ít mà. Vô đi, cái cá nó vô đi quá. Đây, cua sao hấp chín rồi đó. Wow. Trời ơi, hấp dẫn. Em mở khăn xuống đi. Bước xuống mới bước đi. Ủa cái con. Thật là đó. Thọ quá. Đây. Qua vừa không mấy sau khi cua hấp xong thì sẽ được dì ba chà sạch bằng khăn lau sạch. Nãy giờ tôi thấy bàn chà nhiều quá nên tôi cứ bị ám ảnh bởi từ chà rồi. Đây là lau. Lau phải cho sạch. Dạ. Vệ sinh thành phố. Sau khi mà ấy thì sẽ được quét một lớp dầu cho nó bóng, cho nó đẹp. Mày để sau khi lau sạch thì nào quấn điệu mình kia nghe. Sau khi lau sạch thì sẽ được quét một cái lớp dầu để cho nó bóng và nhìn nó cua nó đẹp hơn. Đây. Dịp bớt này thì nước chảy dùng dần. Vậy nó lấy cái khăn nó để trên cái ly á. Nước nó nhẹ rồi nó xuống đó. Cô bên nào chín trước nha. Chưa, mới giờ rồi chưa. Cái nào đi chín trước nè. Ở đây được mấy bịch rồi? Hai. Cái này là người ta đặt từ trước hay sao vậy? Tâm tư. À dạ. À. Nhưng mà mình căn cái lượng ra thành phẩm nên mình biết. Dạ. Vâng, cua là đang được chuẩn bị để chở đi ra để bán đây các bạn. Đúng rồi, cua kéo đi. Cái gì mới nói ngọt. Xong hết rồi phải không? Vâng, thì sau khi cua chở từ nhà dì ba đến thì tiếp tục đến cái điểm trong hẻm 565 Nguyễn Trãi đây các bạn. Đây. Đây, và công việc bán cua thì tiếp tục như mọi ngày.
4 con em. Vâng, công việc bán cua thì vẫn như mọi ngày mà như chúng tôi đã cập nhật với các bạn. Lấy gì anh?